cái các chức năng cơ bản của máy cho mình anh nhé. Em test camera cho mình ạ, đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ, em test bàn phím cho mình ạ. Nhịp phím hiện trắng trên màn hình là nhịp phím có trên bộ bàn phím không? Nhịp phím bên này trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy khá là to và hay đó. Cảm ứng xoay gập 360 độ. Chiếc này thì có hơi bị ám vàng một chút ở phía như thế này. Chiếc này bên em đang thanh lý giá siêu rẻ. Cái này hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị của máy. Mình mở màn trắng thì mới hiện thôi. Còn ví dụ như mình mở YouTube các thứ thì hoàn toàn không nhìn thấy anh nhé. Đây. Hoặc mình sử dụng màn đen thì hoàn toàn không nhìn thấy cái vết đấy. Không ảnh hưởng đến chất lượng sử dụng của máy. Ngoại hình của máy đấy ạ. Tổng thể máy còn rất là đẹp luôn ạ. Mặt ngoài của máy, các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cần móp gì cả anh nhé.